Zane là vợ của Kuma hay là vợ của Dragon? Khi mà các bạn xem lại những câu thoại của Kuma cùng với Zane sau khi họ thoát khỏi God Valley sẽ nhận ra được vài điều hay ho. Một số bạn đã tin rằng Zane có thể chính là vợ của Kuma sau này khi lớn lên. Nhưng thông qua cách xưng hô thì Zane luôn xem Kuma là một đứa em trai. Còn Kuma cũng gọi Zane là chị trong suốt phần đối thoại của họ ở cùng với nhau. Chính chúng ta nghĩ Kuma lái máy bay là một cái chuyện đơn giản để hiểu vì họ là một cặp đôi đi cùng nhau từ thời còn là nô lệ cho đến tự do tận hưởng cuộc sống. Thì quá khứ của Kuma đã có một giai đoạn ông trở thành một vị vua của Sobek. Rõ ràng để được làm vua thì Kuma cần phải có vị trí trong hoàng tộc. Hiện tại Sobek là một quốc gia liên kết với chính phủ và như đã thấy trong hồi tưởng 47 năm về trước, chính phủ đã có tai mắt ở quốc gia này, chứng tỏ được họ được chính phủ bảo vệ, có người giám sát rất nghiêm ngặt. Nên việc Kuma trở thành một vị vua của Sobek thông qua cướp đoạt ngôi vị là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên sẽ có một trường hợp hoàn hảo hơn để xảy ra biến Kuma trở thành vua, là cậu ấy sẽ cưới con gái của vua Sobek, trở thành phò mã rồi kế vị khi mà vua Sobek qua đời. Chuyện này được xác nhận thông qua hoàng thái hậu Connie, tức bà ngoại của Benny. Bà ấy cũng được nhiều người ở Merinchoy nhận ra thông qua năng lực trái quỷ của Benny biến thành, chứng tỏ được Benny giống với bà ngoại của mình. Và từ đây suy ra được Benny cũng giống mẹ, là một thành viên hoàng tộc của Sobek liên kết chính phủ, được phép đặt chân đến Merinchoy khi mà hội nghị Levelay diễn ra. Xét lại về thân phận của Zinni, Zinni lớn hơn Kuma 4 tuổi. Cô biết là một nô lệ có xuất thân không rõ ràng từ đâu. Chắc chắn không phải là Sobek, vì đây là quê hương của Kuma. Cậu dùng năng lực của mình để đưa Zinni và Ivankov trở lại quê nhà để sinh sống. Kuma tính đến thời điểm này thì là 47 tuổi, còn Zinni sẽ là 51 tuổi. Mẹ của Zinni chắc chắn không thể là hoàng thái hậu Connie, vì cô bé là một nô lệ, không có cha mẹ từ khi được giới thiệu, và Sobek cũng không phải là quê nhà của Zinni. Đồng nghĩa Zinni không thể là mẹ của Bonnie, mà có thể trong quá trình sinh sống tại Sobek, con gái của vua Sobek đem lòng yêu Kuma nhân hậu và cưới Kuma để sinh ra Bonnie. Còn Zinni thì đã lấy một người khác, mà mình cho rằng người này chính là Monkey D. Dragon, người hiện tại 55 tuổi, lớn hơn Zinni 4 tuổi. Sau khi cùng Kuma chia tay Ivankov, Zinni tỏ ra mình là một người chị trong gia đình gồm có hai đứa trẻ, chăm sóc cho Kuma như một đứa em trai vì mình lớn tuổi hơn. Kuma cũng liên tục gọi Zinni là chị với một thái độ rất tôn trọng. Họ như thành viên ở trong một gia đình và cách xưng hô này sẽ hình thành thói quen từ nhỏ đến lớn. Không thể nào nghĩ nổi Kuma có thể lấy Zinni theo những gì mà tác giả Oda đã cung cấp để người đời gọi là lái máy bay. Mình tin rằng có nhiều thứ khi mà xảy ra sẽ khiến chúng ta bất ngờ. Như chuyện mà Kuma trở thành vua của Sobek thì bắt buộc cậu ta phải lấy con gái của quốc vương làm phò mã rồi mới làm vua sau khi mà cha vợ đã băng hà. Còn Kuma lấy Zinni thì họ chỉ là một gia đình bình thường ở Sobek, vì Kuma được gọi là vua ở đây chứ có thể là chiếm đoạt ngôi vị. Điều này không đúng với nhân cách hiền lành và nhân hậu của Kuma. Từ cái sự liên kết với hoàng thái hậu Connie thì Benny giống với mẹ và bà ngoại của mình, nên khi thay đổi tuổi tác là giống hệt, người khác có thể nhận ra ngay. Thì Kuma chắc chắn là con rể của hoàng thái hậu Connie, là cựu vương của Sobek trong một giai đoạn nào đó trước khi trở thành thất vũ hải. Về phía của Zinni, cô bé này cực kỳ thông minh và tinh ranh, có thể trộm được Dedemusi từ bọn Long Tinh để nghe lén tất cả những kế hoạch của chúng, và thậm chí còn tuồn ra bên ngoài để câu kéo các thế lực hải tặc khác gây náo loạn, tăng cơ hội sống sót cho những nô lệ khác. Chỉ như đó cũng thấy được nếu Zinni tham gia quân cách mạng cùng với Kuma, Ivankov đóng vai trò là vợ của Dragon sẽ cực kỳ xứng đáng. Việc Oda đưa thêm một nhân vật mới vào trong One Piece như là Zinni nhằm mục đích gì? Mình tin rằng chính là để kể lại quá khứ của nhân vật này, một người có mối liên kết với nhân vật sắp xuất hiện, thể hiện sức mạnh của mình trong tương lai. Nếu như chúng ta biết giai đoạn này thì Dragon là một bí ẩn cực kỳ lớn quá trình hoạt động cách mạng của ông ta. Ông ấy lấy ai để sinh ra Luffy thì câu trả lời dường như cũng sẽ được hé lộ. Chính là cô gái Zinni này khi mà cô ấy trưởng thành. Zinni là một nô lệ, thân phận thấp hèn nhất được biết trên thế giới. Dragon là một con người vĩ đại khi mà có tư tưởng cải cách thế giới. Còn gì tương thích hơn khi vợ của ông ấy là một người phải từng chịu đựng cảnh nô lệ, giai cấp bị khinh rẻ nhất trong mắt của tất cả những người khác. Luffy là một cậu bé được sinh ra không có cha mẹ ở bên cạnh. Chúng ta thường thấy cậu bé vui vẻ với những người ở trong làng, nhưng một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mẹ của mình thì có gì vui? Tất cả niềm vui đó sẽ biến thành một nỗi đau tột cùng khi quá khứ của Luffy được tiết lộ. Cậu bé được sinh ra thế nào? Cha mẹ của mình vì sao lại đứt ruột để cho đứa con bé bỏng tội nghiệp cho ông nội chăm sóc? Nếu các thành viên ở trong băng mũ rơm ai cũng có một quá khứ thì Luffy cũng sẽ như thế. Đó là một câu chuyện buồn hơn bất kỳ ai khác. Mẹ là một nô lệ và cha của mình là một tên tội phạm khét tiếng trên thế giới. Ông ngoại thì là một anh hùng hải quân đối nghịch với cha mẹ cậu bé về vai trò. Hơn nữa các bạn cũng thấy được, Zinni trong suốt thời gian ở cùng với Kuma đã luôn ngân nga giai điệu của Kuma từng nghe về thằng Nika. Đến suốt quãng đường đi bán củi, giai điệu đó không ngừng được vang lên. Rồi thì trong một cái trang truyện giới thiệu cho phim Red, chúng ta cũng thấy được Sanji hét hò nhảy múa trước Uta bí bỏng. Luffy nằm trong vòng tay của một người phụ nữ để ngân nga giai điệu này. Đó chẳng phải là một ngụ ý để nói rằng mẹ của Luffy cũng hát bài hát của Nika. Cậu bé lớn lên với giai điệu của mẹ, người đã có một thời gian sống chung với tộc nhân cuối cùng của tộc Buccaneer hay sao? Chúng tộc tạo ra tiếng trống, âm thanh của chiến binh giải phóng Nika được lưu truyền lại. Sau tất cả, mình chỉ có thể phân tích đến đây, còn diễn biến ở tương lai chúng ta sẽ chờ thêm ở cái chapter sau của One Piece.
ở phần tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với những gì quan trọng nhất và hùng hồn nhất, khúc ca hồn tráng nhất của lịch sử 38 năm trước, biến cố Coldplay với sự xuất hiện của những huyền thoại một thời. Họ là ai và có mối liên hệ gì với nhau? Đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc đến băng Rock. Có nên gọi đây là một băng hải tặc hay không? Mình cho rằng Rock không phải là một băng. Họ bao gồm những hải tặc hùng mạnh liên minh với nhau để hướng đến mục tiêu sau cùng của mình là chinh phục thế giới như băng Râu Đen. Seabed đóng vai trò như Râu Đen ở trong băng, là đầu lĩnh, là người lên những kế hoạch để đạt được thổ thần chung của liên minh. Nhưng một phần khác thì chúng ta nhìn thấy được Rock như tổ chức Rock Guild. Hãy nhìn vào lá cờ của băng Rock. Nếu là một băng hải tặc thì họ không cần phải ghi đầy đủ tên ra như thế. Những lá cờ của băng khác như là mũ rơm, tóc đỏ hay bất kỳ một băng hải tặc nào có thiên chưởng rõ ràng với sự tôn trọng tuyệt đối thì sẽ không cần phải ghi tên như thế. Rock Guild cũng có tờ áp phích với tên đầy đủ của các thành viên ở trong tổ chức. Cùng với đó là cái tên Rock Guild cũng được khắc họa thay vì lá cờ tượng trưng như những băng hải tặc khác. Oda liên cố tình tạo ra một sự khác biệt để người xem cảm nhận. Đó là một băng thuyền trưởng quyết định tất cả mọi thứ, và đó là một mối liên minh mà thuyền trưởng không nhận được sự tôn trọng của các thành viên ở trong băng. Buggy bị Crocodile và Mihawk xin cho lên bờ xuống ruộng, lập ra một căn phòng riêng bao gồm những dụng cụ tra tấn hết sức dã man. Hay Râu Đen và những thành viên khác ở trong băng như Sirius hay là Kuzan nặng lời mà vẫn cười ra mặt. Thế nhưng không thể phủ nhận được vai trò đầu lĩnh của Buggy hay là Râu Đen. Chính vì thế mà lá cờ băng Rock cũng có dòng chữ Rock và biểu tượng đầu lâu của Rock, dường như tiết lộ sức mạnh của ông ta. Đầu lâu này gồm những luồng khói tỏa ra, có khả năng là sức mạnh bóng tối từ trái quỷ hay là như kiểu thức tỉnh. Vì mục đích tổ chức Rock đến đây để săn lùng trái quỷ mạnh, họ biết được vai trò và giá trị của mỗi trái quỷ, thì mình chắc chắn rằng thuyền trưởng Seabed cũng phải sở hữu một trái quỷ nào đó, phát triển được sức mạnh của nó lên tới mức siêu hạn hay còn gọi là thức tỉnh. Chúng ta hãy xem những hải tặc khác nối với băng Rock thế nào. Đây là một băng gồm rất nhiều thành viên hùng mạnh đấu đá lẫn nhau, luôn có sự hiềm khích vì không ai chịu thua ai, đặc biệt là họ không tôn trọng thuyền trưởng của mình. Chúng ta từng nghe Zoro nói rằng nếu như một băng mà không tôn trọng quyết định của thuyền trưởng thì không còn là một băng hải tặc nữa. Anh ta sẽ ra đi nếu như Luffy không xứng đáng với vai trò đó, để các thành viên ở trong băng tự tung tự tác. Tất cả phải cùng tôn trọng thuyền trưởng, dù cho cậu ta đôi khi có ra những quyết định ngốc nghếch đi nữa. Ngồi Nami chỉ Luffy như một cách phóng đại hài hước, lấn át thuyền trưởng để giải trí, thì cô ấy cũng cực kỳ tin tưởng và tôn trọng Luffy. Dù đối mặt với anh tây mạnh hơn mình, vẫn không từ bỏ việc tin tưởng Luffy sẽ trở thành vua hải tặc. Còn băng Rock, đầu tiên thì Râu Trắng đã chửi Seabed là một thằng ngu. Mình không nghĩ Râu Trắng lại mất đoàn kết, giống hệt những kẻ khác ở trong tổ chức này. Tưởng rằng ông ta sẽ tôn trọng thuyền trưởng khi mà thay Seabed mời Kaido gặp mặt. Bên mâm trước đó thì đã quá rõ, muốn trở thành vua của biển cả, nên khi vừa mới nhìn thấy nhóc Kaido 15 tuổi nhập băng, đã chửi Seabed là một thằng ngốc, đừng nên tin tưởng hắn. Cả Sasuke là một thành viên ở trong băng, nhưng vẫn hơn thua với Râu Trắng. Nghĩ Râu Trắng thay Seabed ra quyền chỉ đạo cho những người khác, tất cả đều có một thái độ cái tôi cực kỳ to lớn, ai cũng muốn qua mặt kẻ khác. Seabed đã vạch ra một kế hoạch trước khi đến Coldplay, và kế hoạch này được cho biết là sẽ là cuối cùng để quyết định xem tổ chức Rock có còn tồn tại tiếp tục hay không. Giống như Râu Đen khi dùng năng lực nào đó lấy trái Gura khỏi Marineford, Zero đã cất tiếng nói đầu tiên, nếu như mà Râu Đen thất bại thì cả băng sẽ giải tán hết, không liên minh gì cả. Có vẻ như sự kết nối ở đây khá là lớn. Băng Rock muốn một mưu đồ nào đó với trái quỷ. Bộ trái quỷ đặc biệt xuất hiện tại Coldplay, bị Zinni tuồn ra ngoài khiến cho các băng của ông ta ra chiến lược cuối cùng. Namis Bakken hay Gloriosa nói rằng trận này sẽ là trận dứt điểm, quyết định thành bại là ở họ. Bính Mâm thì cho rằng mình sẽ tìm thấy được trái quỷ đó, thó nó, rồi chuồn trước khi mà những người khác phát hiện ra. Ở trong chấp này, chúng ta cũng thấy được Bính Mâm đã tấn công Ivankov, chiếm đoạt trái quỷ thành lòng. Nhưng cuối cùng thì bà ta không sở hữu nó mà cho Kaido. Chứng tỏ chiếc sông thần thoại siêu mạnh này cũng không phải là mục tiêu mà họ nhắm đến. Hẳn trái quỷ mục tiêu phải mang đến một cái năng lực hay là quyền năng gì đó cực kỳ bá đạo. Ngay cả một người sở hữu trái quỷ như Bích Mâm cũng thèm khát có được nó. Nên mình tin rằng họ tìm trái quỷ này không phải để ăn, mà là để dùng quyền năng đặc biệt nó mang lại. Ở đây, tổ chức Rock chính thức chia ra để hành động. Không có sự thống nhất hay là hợp lực, sống chết mặc bay, ai thó được trái quỷ nào thì thó. Có một điều đặc biệt khác là các thành viên ở trong băng Rock đều đã lộ diện với nhân dáng thời trẻ, chẳng hạn như Gloriosa, bà là cựu nữ vương của Amazon Lily được biết. Lịch sử của bà đã kể lại rằng khi còn trẻ, Gloriosa đã bỏ mặc Amazon Lily để chạy theo tiếng gọi của tình yêu với một người đàn ông nào đó. Nếu không gần người đàn ông này thì căn bệnh tương tự sẽ giết chết bà ấy. Mà theo như đã thấy, bà lại xuất hiện ở Coldplay với một thái độ cực kỳ cay cú với Miss Buckin, người tên tự xưng đang ngồi trên vai của Râu Trắng. Bà nói rằng, cút xuống đây Toxie, đừng biến mình thành con hời. Câu nói này cho thấy bà ấy có một mối quan tâm đặc biệt đến Râu Trắng, chính vì tình yêu giữa hai người phụ nữ dành cho một người đàn ông đã khiến họ xảy ra xung đột với nhau. Gloriosa đã đuổi khéo Toxie nhưng muốn tách ra khỏi sự va chạm thời xét với Râu Trắng. Tình yêu với một người sẽ khiến cho con người ta nóng nảy như thế khi xuất hiện Tiêu Stay. Có vẻ Râu Trắng không hề bận tâm đến chuyện tình cảm nam nữ, cũng không biết Gloriosa thầm yêu mình, hoặc biết nhưng mà không quá để tâm, dẫn đến chứng bệnh tương tự của Gloriosa. Khi băng Rock tan rã, căn bệnh này của Gloriosa cũng đã biến mất. Bà nhận ra nhiều thứ, chẳng hạn như nhận ra việc Râu Trắng không yêu mình mà có tình cảm với Toxie. Bà ấy đã từ bỏ và căn bệnh tương tự khiến bà chết dần chết mòn cũng đã chấm dứt.
Sau đó bà đã đến Sabaody để sinh sống, rồi tiếp tục gặp một người giống như chính mình là Saki, một cựu nữ vương của Amazon Lily kế thừa sau khi bà rời đi. Saki đem lòng yêu Silver Riley, một thành viên ở trong băng Roger. Rồi họ ở cùng với nhau tại Sabaody đến khi cứu được chị em Hancock, giúp đỡ họ trở lại nữ quốc để làm nữ hoàng ở Amazon đến tận hiện tại. Về phía của Saki, kế hoạch của ông ta đã rõ ràng hơn, muốn gây nỗi ám ảnh với thế giới từ quyền năng của trái quỷ mục tiêu, cuối cùng thì không có được. Sau đó trở thành một thế lực hải tặc hùng mạnh với hạm đội lớn bậc nhất trên thế giới, theo đuổi vũ khí cổ đại không ngừng nghỉ. Ông ta thậm chí còn muốn Roger làm cánh tay phải của mình, rồi sau đó tiết lộ vị trí của một loại vũ khí cổ xưa chưa rõ tên, mà theo các phân tích của mình thì chỉ có thể là Uranus mà thôi. Rồi thì Saki tấn công Marineford sau cái chết của Roger, trở thành tù nhân Invadown. Thoát ra rồi thì tìm Đao Trắng để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới nhưng đã bị từ chối. Rồi Saki quy ẩn giang hồ, chờ đợi 20 năm sau làm rung chuyển thế giới một lần nữa. Còn Tessie lại có một mối liên hệ nào đó khá đặc biệt với tiến sĩ Vagabond mà chúng ta chưa thể biết được. Để Vagabond tạo ra bản sao của bà ta và có luôn cả một đứa con trai ruột thừa, kế thừa khúc ruột của Đao Trắng từ sức mạnh khoa học. Còn về phía của Kaido, sau khi được Big Mom tặng cho trái thanh long thì đã không đếm hạt mà ăn luôn, trở thành sinh vật mạnh nhất trên thế giới. Lại bắt đầu thực hiện tham vọng bá chủ thế giới bằng chiến tranh, thâu tóm Wano dưới sự móc nối của mụ già Higurashi. Một số khác như là Captain John thì thu hút được rất nhiều thành viên khác ở trong băng róc. Ví dụ như người đàn ông có móng vuốt này, hay người mang mũ giáp với bộ râu dài, rìu bạc. Những người theo Captain John đi săn lùng kho báo khắp nơi trên thế giới. Chớ chiêu là kho báo có được thì Captain John đã chiếm làm của riêng, cất giấu nó một hòn đảo nào đó mà không cho ai biết. Dẫn đến bị các thành viên khác trong băng tức giận, xuyên kiếm vào trong người cho đến chết. Captain John để lại một bản đồ dẫn đến kho báo của mình thông qua chiếc vòng tay Nami tìm thấy tại Rio Lobac. Vùng đất này trở thành lãnh địa của Gecko Moria. Sau khi hắn thất bại trước Kaido, hắn chậm xét của Ryuma, thanh thu thủy, mang về Rio Lobac để lập chế độ riêng. Với sự giúp đỡ của bác sĩ Hawkbatch, họ tìm thấy xét của Captain John cùng với những thành viên khác trong băng róc, rồi cải tạo lại những cái xét, nhồi thêm bóng từ năng lực của trái Kage, tái sinh lại những huyền thoại từng gây ra ám ảnh một thời. Về phía của nhân vật này, ông ta có thể chính là Ochoku. Sau khi băng róc giải thể, Ochoku về là Hachinosu, trở thành đầu lĩnh mới của hòn đảo này, tiếp tục cai trị cho đến tận hiện tại. Và sau đó biến cố kẻn Rocky xảy ra. Biến cố này liên quan đến lo lấy tim của 500 hải tặc gần lên chính phủ để giành một ghế thoát vụ hải, cùng cuộc giải cứu những người dân của Kobe. Nhân cơ hội này thì băng râu đen đánh bại được Ochoku và chiếm lĩnh Hachinosu, trở thành cứ địa cho đến giai đoạn này. Ochoku là một huyền thoại với sức mạnh rất ghê gớm, kỹ mà đến cả râu đen cũng phải nhờ có lo và Kobe hành động thì hắn mới đánh bại được. Và các bạn cũng thấy đó, chapter 1096 này hoàn toàn không có sự xuất hiện của nhân vật quan trọng nhất, thuyền trưởng băng róc, Rob DeSebet. Nhân dáng và khuôn mặt thật của ông ta đến nay vẫn còn chìm trong bóng tối. Và mình cho rằng khi khuôn mặt của Sebet được vẽ đầy đủ thì sẽ giống với một ai đó từng xuất hiện trong One Piece nên bị giấu đi. Hoặc một trường hợp khác mình nghĩ đến chính là Rob DeSebet còn sống sau biến cố Gold Valley. Ông ta sẽ tái xuất trở lại ở giai đoạn tiếp theo của One Piece với một mưu đồ nào đó rất bá đạo cản đường Luffy. Vì thế mình đang nghiên cứu giải thích về trường hợp Rob DeSebet còn sống để cho anh em có nhiều góc nhìn hơn về nhân vật này. Về phía của băng Roger, lý do mà họ có mặt tại Gold Valley là gì? Mình không nghĩ rằng băng Roger muốn chiếm đoạt trái quỷ như là băng Rock. Mục đích của họ không phải làm bá chủ thế giới theo kiểu như thế. Nhưng theo cái tiết lộ từ cái hải tặc khác, nếu kẻ nào đó chiếm đoạt được thứ xuất hiện tại Gold Valley sẽ làm rung chuyển đến gốc rễ của giới hải tặc, tức là có khả năng sẽ trở thành vua hải tặc, vượt mặt mục tiêu của Roger. Là chính xác là lý do mà Roger bằng mọi giá phải ngăn cản Sebet. Cũng giống như việc Luffy ngăn chặn bất cứ kẻ nào muốn hướng đến danh hiệu vua hải tặc của cậu ta vậy, đứa nào dám tranh cũng sẽ đều bị đá đít hết. Roger muốn trở thành vua hải tặc để làm khuấy đảo thế giới theo cách của riêng ông ta, nên Rob giống như những tảng đá ngán đường. Gold Valley lại là cách giúp Sebet thực hiện tham vọng bá chủ. Roger không thể nào đứng yên để nhìn được. Về phía các thành viên ở trong băng Roger, chúng ta nhìn thấy họ khá tôn trọng thuyền trưởng của mình. Roger đã sử dụng quyền thuyền trưởng khá nhiều lần, đến mức khiến cho những người khác cũng phải cáo. Dù Gaban bảo Roger đừng lạm quyền, nhưng mà nếu như nó xảy ra thêm một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Vì chúng ta nhìn thấy khi đấu với Odin, Roger đã vượt mặt qua hai thành viên chủ lực là Gaban và Riley, xuất chiêu Kamisari đánh bật Odin. Băng Roger vẫn tồn tại cho đến khi họ tìm thấy Wanbi. Chuyến hành trình đã kết thúc rồi băng giải tán khi mà họ không còn mục tiêu để khám phá thế giới nữa. Còn chuyện thay đổi thế giới sẽ được dự đoán trong tương lai và người làm điều đó không phải là họ. Những thánh kỵ sĩ cũng được nhìn thấy. Ở hai khung tranh đối diện này thì khiến chúng ta lầm tưởng rằng thánh kỵ sĩ sẽ đối đầu với lại băng Roger. Nhưng thực tế thì đó là khác nhau. Galen đang cho lệnh rút hải quân, thánh kỵ sĩ sẽ ra trận để chiến đấu. Còn với thế lực nào thì chúng ta chưa thể xác nhận được. Có khả năng cao là với băng Rock. Dù trên tiết lộ của Đầu Trắng về sự cây cứu khi nhìn thấy mặt của Sanji giống hệt như Galen. Trong khi này, chúng ta cũng đã nhìn thấy được Garp xuất trận. Mối bận tâm lớn nhất của ông ta chính là Roger. Cả hai có xuất thân từ Biển Đông nên có thể cũng từng biết nhau. Vì vậy mà Garp có sự quan tâm đặc biệt duy nhất đến Roger. Chứ còn như băng Rock có tấn công Thiên Long Nhân Gold Valley trong trò chơi lần này, ông cũng chẳng thèm bận tâm. Lỡ mà tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng của mình với mấy cô em bikini xinh đẹp còn thích hơn là ngăn cản Rock để cứu bọn chúng. Chỉ cần nghe công đề cập đến cái tên Roger cũng có mặt ở Gold Valley, Garp đã bỏ mặt tất cả để chạy đến ngay lập tức.
giữa mối quan hệ giữa Sebes, Roger và Gap như là mối tình tay ba. Roger theo đuổi Sebes, còn Gap theo đuổi Roger. Họ như những mắt xích mang tính kết nối với nhau hết sức đặc biệt. Biến cố Goverlay trong hồi tưởng lần này chỉ dừng lại ở đoạn Sebes cảnh cáo Roger đừng có mà ngán đường chiếm đoạt phần thưởng đặc biệt ở Goverlay của ông ta, thứ liên quan đến những điều cấm kỵ của chính quyền thời giới. Còn Roger thì nhất quyết ngăn cản Sebes bằng mọi giá, không cho qua mặt mình như cuộc cạnh tranh của những kẻ có tham vọng dẫn đầu thời đại. Tuy nhiên qua cách mà họ sử dụng cách xưng hô thì dường như không phải là kẻ thù không đội trời chung. Có một điều các bạn cũng thấy trong lời cởi của Sengoku thì băng róc đang xét những người khác trong biến cố này như những kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng tàn ác bất kham. Còn trong khung tranh thực tế thì lũ long tinh mới chính là kẻ gieo rắc những nỗi kinh hoàng cho hơn 10,000 người dân bản địa cùng với các nô lệ khác. Sengoku bỏ Gap đến để cứu các nô lệ, nhưng mà thực tế thì Gap đến Goverlay để ngăn chặn Roger. Liệu việc Gap và Roger hợp tác để giết Robby Sebes có phải là một sự thiêu dệt nữa từ Sengoku hay không? Dưới thế thì mình tin rằng có một khả năng Sebes vẫn còn sống, trái ngược với những tiết lộ của Sengoku chapter 957. Và mình sẽ tiếp tục nghiên cứu về giả thuyết Robby Sebes còn sống sau khi phòng 1 đã ra mắt trước đó không lâu. Các bạn hãy xem lại video này để hiểu rõ thêm nhé.